để tìm kiếm một mẫu sản phẩm tiết kiệm, bền bỉ, rộng rãi, 7 chỗ và đặc biệt là một sản phẩm của Toyota thì ngày hôm nay Toyota Veloz Cross Top năm 2023 sẽ được em giới thiệu cho mọi người vừa cập bến với salon Hà Thành Ca HPK bên em với mức order năm bánh chỉ có 8.000 km thôi nội ngoại thất cực kỳ mới và được bác chủ rất là giữ gìn các bác nhé và chiếc xe này có màu ngoại thất là màu đen và màu nội thất bên trong cũng là màu đen và bác chủ cũng đã nâng cấp rất nhiều đồ rồi đây là phiên bản Toyota Velos Cross Top có full phụ kiện, full option các bác nhá. Đặc biệt là đằng sau chiếc logo này sẽ là gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha tự động thích ứng các bác nhá. Các bác nhìn. Tất cả bên ngoài của chiếc xe Toyota Velos này đã được bác chủ dán li lông một cách rất là đẹp các bác nhá. Bóng mịn và những chi cái chi tiết mạ chrome hay là ở bên phía dưới này cũng rất là đẹp và không có một vết xước nào luôn. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế cụm đèn full LED này, ba chóa LED kèm theo đó là đèn gầm. Và camera 360 độ cũng đã được trang bị trên phiên bản này rồi các bác nhá. Sang phía thân xe thì bác chủ cũng lên tương đối là nhiều đồ cho cái chiếc xe này. Phải kể đến đó chính là cái miếng dán nẹp chrome này, rất là sáng các bác nhá. Kèm theo đó là dàn lốp nguyên bản theo xe này. Mâm không một vết xước, đa chấu và chúng ta có nẹp sườn mạ chrome cực kỳ là đẹp mắt. Kết hợp với đó là những cái miếng ốp tay nắm cửa và ốp chống xước nhá. Tất cả bề mặt phía ngoài này đều được dán chống xước rồi các bác ạ, rất là tiện nghi luôn. Đây các bác nhá. Cửa rất là chắc chắn này. Đó, Toyota Velos nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Indonesia. Và cái uh, miếng uh, nẹp inox này cũng rất là nổi bật khi mà nhìn từ phía bên thân xe. Ra phía đằng sau thì chúng ta cũng sẽ trang bị được cụm đèn hậu dạng LED trải dài từ trái sang phải các bác nhá dòng chữ Velos hai cảm biến phía sau và một chiếc camera lùi. Bác chủ cũng đã trang bị cho chúng ta dán phim cách nhiệt toàn bộ xe và trải sàn ra rồi. Và cùng em nghĩa khám phá bên trong khoang hành lý khi mà dựng gập ngả ba hàng ghế, gập ngả hàng ghế thứ ba lại các bác nhá. Không gian chứa đồ phải nói là rất là rộng rãi. Trên Toyota Velos thì chúng ta có thể gập phẳng được hàng ghế thứ ba lại, không giống như người đàn anh Toyota Innova thì chúng ta sẽ tăng được cái dung tích chứa đồ lên rất là nhiều và đi trong những cái cung đường hành trình dài. bác chủ cũng đã lên khai hành lý rồi. phía dưới là chúng ta sẽ có hộp để đồ và kích các bác nhá chưa một chưa một lần dùng luôn, rất là mới các cái chi tiết ốp bậc này, rất là mới luôn. và xe bên em nghĩa thì cũng sẽ cam kết cho các bác là order là zin và không đâm đụng tai nạn và ngập nước nhá. cùng em nghĩa khám phá bên trong khoang nội thất của chiếc xe sau khoảng hơn một năm sử dụng nhá. Bước vào trong khoang nội thất của chiếc xe Toyota phải thấy được nổi bật lên đó chính là cái không gian thiết kế rất là hiện đại trên phiên bản này. Sở hữu khối động cơ 1.5 lít kết hợp với đó là hộp số tự động vô cấp CVT cho mức công suất cực đại lên tới 105 mã lực các bác nhá. Phải nói là mẫu sản phẩm này rất là tiết kiệm ở trong phân khúc cạnh tranh với Xpander hay là Suzuki XL7. Chúng ta sẽ có được vô lăng bọc da bốn chấu mạ bạc và tích hợp những phím bấm âm lượng và phía bên đầu gối bên trái thì chúng ta sẽ có gói an toàn Toyota Safety Sense các bác nhá. Hay là phía giữa trung tâm của khoang lái ấy, đó chính là màn hình 9 inch có kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Và là màn hình cảm ứng các bác ạ. Điều hòa Auto này, đề nổ Startup này, hộp số tự động, vô cấp CVT, phanh tay điện tử Auto Hold và có cả sạc không dây luôn. Rất nhiều những tính năng mà những chiếc xe tiền tỷ không có các bác nhá trên gương thì chúng ta sẽ có cảnh báo điểm mù bsm và rcta bác chủ đã bọc cho chúng ta một cái bộ ghế da rất là cao cấp bộ ghế da này đâu đó khoảng 5 triệu các bác nhá và tất cả những cái chi tiết này và chi tiết dưới thì các bác chủ đều ốp rồi bộ thảm đúc cao su nguyên khối rất là chất lượng sổ bảo hành sách hướng dẫn vẫn còn nguyên theo xe và audio zin là tám km phải nói là cực kỳ mới luôn Đằng sau vô lăng 95 màn hình lên tới 7 inch hiển thị sắc nét các thông số các bác ạ. Phải nói là bác chủ rất cẩn thận, rất giữ gìn. Đây, chúng ta có cả thảm tắp lô nữa này. Những cái chi tiết uh, trên cửa này, bọc ra rất là mới và không có vết xước nào cả. Bác chủ rất là giữ gìn. Và em nghĩa đang ngồi uh, cực kỳ thoải mái ở hàng ghế trước nhá và ra hàng ghế thứ hai để xem được cái mẫu sản phẩm này nó có rộng rãi hay không nhá. Không gian phải nói là mênh mông các bác ạ. 30 cm. Chúng ta sẽ có được 3 vị trí tựa đầu các bác nhá. Một không gian ngồi phải nói là rất là rộng rãi luôn. Và ghế thì có thể ngập thêm ngập ngả thêm được 8 độ các bác nhá. Đó, rất là tiện lợi đó. Phù hợp cho các bác đi những cung đường hành trình dài. Và điều đặc biệt trên Totavelos ở hàng ghế thứ hai là chúng ta có thể gập ngả dạng sofa và có thể nằm được các bác nhá. À, ví dụ đi những cung đường hành trình dài thì chúng ta có thể nằm nghỉ ngơi hay là đi những chuyến dã ngoại. Phía sau thì chúng ta sẽ có hai cổng sạc nhanh này và có khay để cốc này. Kết hợp theo đó là cửa gió điều hòa và đèn trần các bác nhá. Đó, đèn trần cũng là đèn trần led rồi. Tất cả những cái chi tiết ở đây vẫn còn rất là mới bởi vì chỉ đi có 8.000 km thôi. Em nghĩ rất là ưng cái bộ ghế da này các bác ạ bộ ghế da này là bọc rất là đẹp mà rất là căng đó các cái chi tiết gần như vẫn còn rất là mới và bộ phụ kiện bác chủ lên cũng tương đối đồ cũng phải lên tới hơn 20 triệu rồi và hiện tại Hà Thành Ca đang chào bán mẫu sản phẩm Toyota Veloz Cross Top này với mức giá là 645 triệu đồng và vẫn còn thương lượng thêm được cho các bác nhá bác nào mà có nhu cầu trong tầm tài chính khoảng hơn 600 triệu thì hãy liên hệ em để chuốt đơn nha xem xe trực tiếp tại 279 Phạm Văn Đồng cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo